bác nhá. Chào các bác đã quay trở lại kênh Dương Lại Sơn Vlog. Hôm nay các bác khỏe không? Hôm nay em sẽ đi vào trong làng ấy, quay cho bác cái chợ phiên nhé các bác nhé. Bởi vì hôm nay là ngay đây sau các bác này, nó mịt mù như kiểu đang ở gần như kiểu đang ở Mũi Sơn nhé các bác. Thì bây giờ em sẽ mời các bác đi cùng em đi vào trong chợ phiên nhé các bác nhé. Em mời các bác đi cùng em. Đến chợ rồi nha các bác nhá. Em bắt đầu đến chợ xem các bác bán hàng gì đây. Bán chuối. Đây là cam nhỉ? Ừ, cam. Cam quýt không phải cam? Quýt ngọt thì bao nhiêu? Quýt ngọt. Cam quýt ngọt. Chanh đây này. Hả? Chanh đây này. Chanh à? Chanh trong làng nghe. Chanh nhà. Chuối chợ Tết đấy, chợ phiên. Chợ phiên vâng. Đấy, đây là các cái lồng để đựng gà nhá, gà vịt. Cái lồng này bán vào tiền cái này 20.000 cái lồng nhá. Vâng, cái phim đấy, coi cả mặt người đàn bà đang ơi. À, cô đan đẹp nhỉ. Đan đẹp đấy. Bên này đang con cái về nó con đẻ trứng. Bán vịt. Vịt đây đẻ trứng được rồi á. À? Thì già lắm nhỉ. Con gà vịt thôi. Ba tiền con vịt. Cân 35. Hả? Cân 35.000. Cân 35 hả? Ba tiền thì mỗi con là 4-5 cân gì đấy. Vịt này lon à? Vịt thì biết đấy. Không biết thôi hả ba như này. Mặt kia cần thôi. Ba mươi lăm nghìn một cân vịt nhá các bác. Gà thì bao tiền cân anh? Chị 53 nhá các bác nhá. Mặt hàng đây là rất nhiều các loại mặt hàng bà con anh em đi chợ đông. Quả xoài to ấy nhỉ? Ừ, xoài đi anh ơi. Xoài, xoài em to nhỉ? Người to bán quả xoài to thế. Cà chua đỏ. Cà chua làng à cô? Cà chua làng đấy. Cà chua này quả đỏ rực nhỉ? Cái này được màu lắm ấy. Đấy. Vâng. Kiếm cà chua kiếm tăng người nha. Kiếm cà chua. Cà chua này, bên này cà chua. Chợ hôm nay rất là đông các bác ạ. Em đi hết dọc chợ rồi, đây có mấy cô cho hề.
cho lợi như đêm đã ca thêm nhiều. Bít quả bé đấy cô. Bán bít quả bé đây. Bảy chiếc gà. Chỗ ấm này đông ấy, chen nhau đi các bạn. Đông, chen nhau đi. Mua được gì rồi bác? Hương đen à? Đấy. Rất nhiều. Chen mãi chưa đi được các bạn. Đông quá. Mua gì đấy bác? Hạnh. Đấy bà con ở trong này. Đấy, phía kia bà con đi chợ đấy. Đồng bào mặc vẫn mặc các cái áo ngày xưa nha các bác ơi. Quay ẩm thực. Hả? Ẩm thực. Mình làm cái gì mà phải quay ẩm thực? Mình ăn thì mình phải quay. Hay thì bọn con xem. Bát phở của em đi nhá, chuẩn bị em ăn nhá. Ở trong làng này thì bên mời các bác cùng ăn nhá. Thank you.
ớt. Lấy châu thì 50, lấy chuẩn non đây 65 để được một. Thank you.